Đang ngồi cắm cúi ăn thì bàn sập. Hai thanh niên đứng hình nhìn nhau khiến ai nấy bật cười. Sự cố vừa hài hước vừa hy hữu xảy ra tại một quán ăn đường phố. Theo đó, trong khi đang dùng bữa tại quán, hai thanh niên bất ngờ để chiếc bàn ăn sập xuống khiến cả hai giật mình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ bữa ăn đang ngon miệng bỗng thành rác thải. Theo lời kể của nữ chủ quán cho biết, đây là lần đầu tiên chị gặp phải tình huống dở khóc dở cười này. Tuy nhiên sau đó, chị vẫn mang cho hai vị khách hai suất ăn thay thế mà không tính tiền. Theo chủ quán, có thể lực tì của cả hai đã quá mạnh do họ vừa cúi vừa ăn nên chiếc bàn đã không chịu nổi. Đồng thời chị cũng sẽ xem xét kỹ lại những chiếc bàn đã cũ để thay thế. Điều rút ra đối với hai thanh niên đó là ngẩng đầu lên mà ăn, chứ đừng cúi xuống và chống tay như vậy, nhất là với những chiếc bàn có vẻ mỏng manh như trong quán, một cư dân mạng bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.